hành trình trở thành đại gia giàu có quyền lực của Đức Thịnh Thanh Thúy. Đức Thịnh Thanh Thúy chính là cặp đôi sở hữu nhiều dự án phim ăn khách tại Việt Nam. Đức Thịnh và Thanh Thúy từng hoạt động ở sân khấu kịch Phú Nhuận với vai trò diễn viên. Thời mới hẹn hò, cả hai có cuộc sống khá bình thường và chỉ là những nghệ sĩ trẻ được công chúng chú ý bởi lối diễn xuất tự nhiên chuyên nghiệp. Sau 3 năm gắn bó và yêu thương nhau, Thanh Thúy và Đức Thịnh quyết định về chung một nhà khi tổ chức đám cưới hoành tráng ở thành phố Hồ Chí Minh vào tháng 5 2008. Ngày vui của cặp đôi được cử hành theo nghi thức truyền thống, có sự góp mặt của nhiều nghệ sĩ nổi tiếng như Thanh Lộc, Thanh Thủy, Phước Sang. Với những ai dự tiệc báo hỷ của Thanh Thúy, Đức Thịnh sẽ không bao giờ quên cảnh từng bàn tiệc được trang trí chùm bong bóng, in hình chân dung cô dâu chú rể đầy lạ mắt. Chưa dừng lại ở đó, trong buổi tiệc các phượng còn sẵn sàng đi khắp nơi chào bàn và bên ngoài đám đông hiếu kỳ kéo đến rất đông để xem các nghệ sĩ biểu diễn góp vui. Chỉ vài tháng nên duyên vợ chồng, Thanh Thúy mang bầu con đầu lòng. Thời điểm đó Đức Thịnh vẫn tất bật với công việc diễn xuất kim đạo diễn, phải mất một thời gian vắng bóng để hạ sinh và chăm sóc con nhỏ. Thanh Thúy mới đi diễn kịch đóng phim trở lại. May mắn sau khi làm mẹ, cô khá đắc show quảng cáo và được mời tham gia một số game show lớn. Công việc tuy nhiều và bận rộn hơn lúc còn độc thân, nhưng vì phải nuôi con nhỏ nên đời sống của Đức Thịnh Thanh Thúy không mấy dư dả, thậm chí còn phải ở nhà thuê. Bắt đầu từ năm 2014, vợ chồng Thanh Thúy Đức Thịnh mở công ty tổ chức sự kiện và sản xuất phim. Dự án điện ảnh đầu tay mang tên Mai Dai đem về doanh thu tốt khi Đức Thịnh làm đạo diễn, Thanh Thúy làm nhà sản xuất, giúp cả hai có thêm quyết tâm theo đuổi công việc làm phim. Tuy nhiên, trong quá trình phát triển công ty, Thanh Thúy Đức Thịnh không hề tránh khỏi những xích mích. Có thời điểm Đức Thịnh gặp áp lực và chỉ muốn chuyên tâm vào diễn xuất, đạo diễn, trong khi đó Thanh Thúy lại muốn đứng yên một vị trí sau nhiều năm lăn lộn với showbiz. Việc bất đồng quan điểm khiến cặp đôi từng hạn chế xuất hiện chung, thậm chí còn bị vướng tin đồn chia tay. Nhưng sau khi ngồi lại nói chuyện thẳng thắn, Thanh Thúy và Đức Thịnh bình thường hóa mối quan hệ và chung tay thực hiện nhiều dự án điện ảnh lớn. Chỉ vài năm trở lại đây, cặp vợ chồng tài năng đã là chủ sở hữu của nhiều bộ phim có doanh thu chục tỷ đồng như Taxi, Em Tên Gì, Chờ Em Đến Ngày Mai. Đầu năm 2018, công ty làm phim của Đức Thịnh Thanh Thúy xác lập kỷ lục top 4 phim có doanh thu cao nhất mọi thời đại với phim Siêu Sao Siêu Ngố, đạt doanh thu 100 tỷ. Hiện tại, dù bộ phim Trạng Quỳnh đang gây tranh cãi về nội dung và ekip vướng ồn ào với diễn viên Trấn Thành, nhưng phim cũng đã thu hơn 70 tỷ chỉ sau vài ngày công chiếu dịp Tết Nguyên Đán. Về cuộc sống đời thường, Thanh Thúy vừa hạ sinh con thứ hai tại một bệnh viện quốc tế. Được biết, từ năm 2015, cả gia đình cũng đã chuyển về sống ở căn nhà 3 tầng khang trang tại quận 7 với đầy đủ các tiện nghi cần thiết. Không còn phải ở nhà thuê, Đức Thịnh Thanh Thúy cũng đang sở hữu xe hơi cùng khối tài sản giàu có, không thua kém ai trong làng giải trí. Bên ngoài căn nhà 3 tầng khang trang của Thanh Thúy Đức Thịnh tại quận 7, gia đình cặp nghệ sĩ giàu có vừa đón thêm thành viên mới. Một số dự án phim giúp Thanh Thúy Đức Thịnh thu được số tiền trăm tỷ. Chính thức thông báo hết ế, Ngọc Trinh công khai người yêu hiện tại lớn tuổi, có địa vị xã hội. Tiêu chuẩn để tôi chọn là bạn trai đó là người phải có địa vị xã hội. Tôi thích người lớn tuổi, không thích bằng hay nhỏ hơn. Người yêu hiện tại của tôi là người lớn tuổi, Ngọc Trinh mới đây cho hay. Ngọc Trinh là một trong những ngôi sao được chú ý nhất hiện nay, xinh đẹp và nổi tiếng. Nhưng ở tuổi 30, người mẫu nội y vẫn lẻ bóng đi về, dù đã qua một vài mối tình dang dở. Vì thế, mọi chia sẻ về đời tư tình ái của mỹ nhân họ Trần luôn được quan tâm. Tham gia một talk show đầu năm, Ngọc Trinh mới đây đã chia sẻ về chủ đề thầm kín này. Người mẫu họ Trần cho biết, cô vẫn giữ tiêu chuẩn chọn bạn trai lớn tuổi và có địa vị xã hội giàu có, khẳng định đó là gu của tôi. Ngọc Trinh bật mí, người cô đang yêu hiện tại cũng đã lớn tuổi. Tiêu chuẩn để tôi chọn là bạn trai đó là phải có vị trí xã hội. Tôi thích những người lớn tuổi, không thích bằng hay nhỏ hơn. Đó là cái gu chọn bạn trai của tôi rồi. Người yêu hiện tại của tôi đã lớn tuổi, Ngọc Trinh cho hay. Trước đó vào giữa tháng 1, Ngọc Trinh gây xôn xao khi công khai chia sẻ là hoa đã có chủ. Dòng trạng thái thông báo hết ế của nữ diễn viên vòng eo 56 đã gây tranh cãi. Người chúc mừng, Trinh xinh đẹp tài giỏi vậy thì thoát ế là đúng rồi. Người lại mỉa mai, lại cặp với đại gia nào đây? Trinh chả khác gì món đồ chơi. Bác lại ý kiến trái chiều, fan của Ngọc Trinh ra sức bảo vệ thần tượng. Trinh giờ cũng là đại gia rồi thì cặp với đại gia có gì sai? Chắc chắn là người ta cặp đại gia rồi, không lẽ đi yêu thằng xe ôm à mà nói chuyện mắc cười quá. Thậm chí có ý kiến lại cho rằng,
Trinh có người yêu trước giờ mà chắc là thông báo có chồng rồi đó. Trước đó, Ngọc Trinh từng công khai đã tìm được hạnh phúc mới vào đúng ngày sinh nhật tuổi 29. Sau mối tình 3 tháng chóng vánh với tỷ phú Hoàng Kiều, theo tiết lộ của mỹ nhân họ Trần, cô đang có tình yêu đẹp với một đại gia mà theo chia sẻ là hội đủ tâm, tài và đức. Không chỉ tài giỏi, bạn trai Ngọc Trinh còn cưng chiều người yêu hết mực, cung phụng chân dài không kém bà Hoàng, xưng hô vợ chồng ngọt như mí lùi. Bên cạnh đó, nhiều người cho rằng Ngọc Trinh chỉ mới dừng ở quan hệ yêu đương chứ chưa tiến tới hôn nhân vì chị ấy nổi tiếng là người thật thà như điếm, nên nếu có lấy chồng sẽ chia sẻ ngay. Hiện tại, đời tư yêu đương của Ngọc Trinh đang là chủ đề nóng được bàn tán rôm rã. Nói về cuộc sống của mình, họ Trần tâm sự, đứng trước những lựa chọn, nếu có thể thì hãy cứ chọn điều mình thích, đừng quan tâm điều gì, chỉ cần biết hiện tại bản thân rất thích, vô cùng thích điều đó, muốn làm cho bằng được. Ngọc Trinh cho rằng hãy cứ chọn điều mình thích, đừng quan tâm điều gì cả. Lan Ngọc xin phép hôn Trấn Thành, Harry Won đáp trả bất ngờ. Nữ diễn viên Ninh Dương Lan Ngọc vừa khép lại một năm nhiều ồn ào chuyện đời tư bằng thành công mới trong sự nghiệp. Ngoài dự đoán của nhiều người, cô lại vợ bầu do cô đóng chính bên cạnh Trấn Thành bất ngờ trở thành đối thủ mạnh nhất trong cuộc đua tam mã phim Tết, cùng với hai phim còn lại là Trạng Quỳnh và Bí kíp luyện chồng 3. Nhân dịp này, cô đã có cuộc chia sẻ với chúng tôi về chuyện phim, chuyện nghề lẫn chuyện đời. Tôi muốn hụt hơi khi đuổi theo Trấn Thành. Trong Cô lại vợ bầu, Ninh Dương Lan Ngọc và Trấn Thành có nhiều nụ hôn sức mướt. Harry Won cũng đóng phim này nên không dễ dàng chứng kiến chồng hôn người khác, cả hai gặp áp lực như thế nào. Lần đầu đụng chạm vào người đàn ông có vợ nên tôi bị tâm lý dữ lắm. Harry Won cũng tham gia phim này nhưng chị em vẫn rất vui vẻ. Tôi nói với chị Harry rằng mình ngại đóng cảnh hôn với anh Thành. Nhưng Harry bảo tôi, em với ổng cứ làm gì làm đi, chị chẳng sao cả. Chúng tôi quay cảnh này vào lúc 4-5 giờ sáng, lúc đó chị Harry về rồi, mệt quá, nên có bao nhiêu tôi chơi hết để còn đi về, may mắn cảnh đó quay chỉ 2 lần là xong. Ninh Dương Lan Ngọc và Trấn Thành có nhiều cảnh quay tình cảm. Trấn Thành từng nói vai diễn này dành riêng cho Ninh Dương Lan Ngọc, chứ không phải ai khác, vì sao anh ấy lại ưu ái chị đến vậy. Ngày tôi còn học ở trường sân khấu điện ảnh, anh Trấn Thành từng giúp đỡ tôi rất nhiều. Anh nói tôi sáng sân khấu, tương lai sẽ nổi tiếng. Anh Thành còn bảo sẽ cộng tác với tôi. Nhưng sau này ra trường, anh em mỗi người một ngã, không có cơ hội hợp tác. Hơn nữa, tôi và anh Thành đều theo đuổi con đường riêng. Trấn Thành nói với tôi về vai diễn trong Cô Lầy Vợ Bầu, tôi đã từ chối vì sợ không phù hợp. Nhưng anh ấy nói với tôi rằng sẽ cho tôi một vai diễn mà từ trước đến giờ tôi không có. Anh Thành hiểu nên mới xây dựng nhân vật nữ chính trong phim, chỉ để dành riêng cho tôi thực sự rất hạnh phúc. Nhưng có ý kiến cho rằng Trấn Thành và Ninh Dương Lan Ngọc rất giàu năng lượng, nên đôi khi thiếu chiều sâu cho nhân vật, chị nghĩ thế nào về điều này? Tôi nghĩ mình cũng đủ nhanh, nhưng khi làm việc với Trấn Thành, tôi phải chạy mới bắt kịp được anh ấy. Nhiều lần tôi cũng hụt hơi khi diễn tay đôi với anh. Trong cuộc sống, cả tôi và Trấn Thành đều có khoảng không gian riêng để chiêm nghiệm. Bình thường tôi rất tăng động, nhưng khi về nhà tôi lại trở thành người khác. Tôi tin bản thân đủ trải nghiệm để khán giả khóc cười cùng với nhân vật trong phim. Đó là điều tôi mong muốn sau mỗi phim. Mỗi người sẽ có cảm giác thật và khi ra về sẽ bình luận với nhau. Tôi từng ế đâu ế đớn vì không ai cua. Ở tuổi gần 30, Ninh Dương Lan Ngọc có từng nghĩ đến chuyện sinh con. Đóng xong bộ phim này tôi cực kỳ muốn có con. Tôi về nói với mẹ, bây giờ con lấy chồng sinh con được không? Mẹ nói sao không được, gia đình mong mỏi biết bao lâu rồi, ba mẹ tôi rất mong muốn tôi có chồng và có con. Tôi cũng rất mong muốn có hạnh phúc ngoài đời, nhưng có lẽ duyên chưa tới, hy vọng sang năm tôi sẽ đón một cái Tết cùng gia đình nhỏ. Tết đến mọi người đều khó chịu trước câu hỏi bao giờ lấy chồng, chị thì sao? Mỗi năm mọi người cứ hỏi bao giờ lấy chồng. Tôi cứ nói sang năm, nhưng chỉ là chưa biết năm nào thôi. Chị Mỹ Tâm cũng từng nói lấy chồng rồi, nhưng còn gửi nhà ba mẹ chồng chưa lấy về, tôi cũng trả lời như vậy. Ba mẹ Ninh Dương Lan Ngọc vốn là công chức, họ vẫn thế nào khi ở tuổi U30 mà chị chưa lập gia đình. Mặc dù tôi làm nghệ thuật thì không có suy nghĩ tới chuyện ấy, nhưng người lớn rất lo. Ba mẹ tôi nghĩ con gái Việt Nam đã quá lúa thì rất khó nói tới chuyện gia đình. Nhưng mà bây giờ xã hội phát triển, con gái cũng có thể tự đi làm kiếm tiền, tình yêu không nhất thiết phải kết hôn mới hạnh phúc, chỉ cần hai người sống với nhau trọn vẹn là đủ. Nhưng chị có bao giờ rơi vào cảnh ấy? Tôi sợ ấy lắm, nếu không tìm được người đàn ông thì chắc chắn tôi đi tuyển phi công. Có thời gian tôi ế đâu ế đớn luôn, điện thoại để đó không ai thèm nhắn tin. Tự nhiên tôi cảm giác mình bị mất giá, mặc dù lúc đó chỉ 26-27 tuổi.
Con gái mà không ai cua, tự nhiên tôi thấy mình mất giá trị. Lúc đó chắc tôi xấu, không có thời gian ra ngoài nói chuyện nhiều. Sau này tôi chịu đi giao lưu nhiều hơn, còn ngày xưa tôi chỉ chơi với gia đình bạn bè thôi. Xinh đẹp và nổi tiếng, người nào yêu chị hẳn chứ rất áp lực. Tôi rất thích người đàn ông đơn giản vì tôi đã phải sống với cảm xúc của rất nhiều người. Sau một ngày mệt mỏi về nhà, tôi không muốn phải đấu tranh hay đối thoại với một ai nữa. Gặp một người đơn giản hiểu và yêu thương tôi chân thành là được. Những lúc tôi mệt chỉ cần về đến nhà, người ấy ôm tôi và một cái thôi. Mọi người thường nghĩ việc dọn dẹp nhà là của phụ nữ, nhưng nếu người đàn ông thương mình thực sự, họ sẵn sàng bỏ thời gian ra làm. Điều đó khiến phụ nữ cảm thấy ấm áp cực kỳ, bởi tôi không cần những điều gì quá cao sang. Trong tình cảm tôi sống theo cảm xúc, tôi có thể chấp nhận một người đàn ông địa vị thấp, nhưng người đó có thể dành hết mọi thứ cho tôi, đó là điều tôi mong muốn nhất. Thấy nam em khoe có 7 đại gia tình nguyện cho tiền, Tú Vi Phương Thanh khinh ra mặt. Đồng nghiệp bó tay cạn lời trước tính cách ngày càng ngáo ngơ của nam em. Xoán ngôi Ngọc Trinh, nam em hiện đang là mỹ nhân sở hữu nhiều phát ngôn gây sốc nhất showbiz. Mở đầu năm mới, tình cũ Trường Giang tiếp tục khiến dân tình xôn xao với chia sẻ về chuyện tình tiền. Một số người cho rằng nam em đúng là một cô gái miền Tây thật thà thẳng thắn. Số khác tin rằng cô nàng chỉ đang chiêu trò để đánh bóng tên tuổi, xây dựng hình ảnh không đụng hàng mà thôi. Đẹp mà ngáo là cụm từ nhiều khán giả bình luận về cái tên nam em. Top 8 Hoa hậu Trái đất 2016 tính sơ sơ, có 7 người đang mê mệt cô. Không biết sao nữa nhưng bây giờ tôi đang đào hoa lắm, có nhiều người theo đuổi tán tỉnh tôi. Người trong showbiz, thiếu gia, đại gia hay bác sĩ đều có, nhưng tôi chưa rung động với ai, vẫn đang trong quá trình tìm hiểu thêm. Như hồi trước tôi cũng nói rồi, mọi người hỏi rằng không thấy tôi hoạt động trong showbiz nhiều thì lấy tiền đâu làm MV. Là tôi được đại gia cho tiền đó, họ giúp đỡ một cách không vụ lợi, không đòi hỏi đổi chắc tình tiền gì cả. Với lại khi đã là đại gia rồi, số tiền đó chẳng là gì, giống như kiểu giúp người khi gặp khó khăn thôi. Mọi người hãy nghĩ về chuyện này theo cách nhìn tươi sáng đi. Đọc được những tiết lộ này của nam em, một số nghệ sĩ đã có phản ứng đặc biệt. Tú Vi chỉ có thể thốt lên ôi trời dưới bài đăng về nam em. Phương Thanh cạn lời chỉ cười phá lên ha ha, còn Nathan Lee ẩn ý với bức ảnh 7 chú lùn. Nam em đang trở thành trò cười trong mắt đồng nghiệp. Bệnh ngày một nặng hơn, sao gia đình không đưa em nó đi chữa nhỉ? Đây với Biên Hòa bao nhiêu thời gian đâu? Đúng rồi, 7 thằng mới trốn chạy ấy, vậy mới học với nam em thôi. Người ta trả lời dễ thương mà làm cái tiết thấy ghê. Tao đã nói rồi, ai giấu dĩa bay thì trả bả về hành tinh của bả đi, để đây phát ngôn thần kinh quá. Dân mạng bàn luận sôi nổi về chứng tương tự quá đà của người đẹp.